Xin chào bạn, trong nội dung video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xóa tài khoản Facebook trên điện thoại nhé. Thì nếu các bạn đang sử dụng một điện thoại Android hoặc là iPhone và bây giờ các bạn muốn xóa tài khoản Facebook thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Ok, nếu các bạn không có nhu cầu sử dụng tài khoản Facebook của mình nữa thì chắc hẳn là các bạn muốn xóa đi một thời gian hoặc là không sử dụng vĩnh viễn nữa. Thì cách thao tác để xóa là khá đơn giản thôi. Các bạn cứ theo dõi mình sẽ chỉ cho các bạn cách thực hiện ngay trong nội dung video clip này. Chỉ cần vài bước cơ bản là chúng ta đã có thể thành công rồi. Ok, nhớ theo dõi mình nhé. Để có thể xóa đi tài khoản Facebook của mình trên điện thoại, kể cả điện thoại Android hoặc là điện thoại Samsung thì chúng ta đều có thao tác là gần giống nhau nhé. Thì trên điện thoại của chúng ta, các bạn cứ vào mục thông tin cá nhân. Thông thường thì nó sẽ nằm ở mục ba vạch hoặc là mục thông tin cá nhân ở phía trên như thế này. Bạn nhấn vào cho mình. Sau khi chúng ta nhấn vào rồi thì các bạn kéo xuống phía dưới sẽ có mục cài đặt và quyền riêng tư. Bạn nhấn vào. Trong mục cài đặt và quyền riêng tư này, bạn tìm đến mục cài đặt cho mình. Trong mục cài đặt đấy, ở phiên bản mới nhất thì nó sẽ có mục là trung tâm tài khoản. Bạn nhìn xuống phía dưới sẽ có mục là xem thêm trong trung tâm tài khoản. Nhấn vào. Ở đây thì sẽ xuất hiện một số tài khoản của chúng ta. Nếu các bạn đăng nhập nhiều tài khoản Facebook trên điện thoại, các bạn cần xóa tài khoản nào thì nhớ chọn đúng tài khoản của chúng ta nhé. Rồi, sau khi chọn đúng thông tin tài khoản cần xóa, bạn kéo xuống phía dưới sẽ có mục là thông tin cá nhân. Nhấn vào cho mình. Ở đây tiếp tục các bạn nhấn vào mục là quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản. Ở đây sẽ có hai mục là mục tưởng nhớ và mục vô hiệu hóa hoặc là xóa. Bạn chọn mục dưới cho mình. Sau khi vào mục này rồi thì nó cũng đề xuất cho chúng ta một số tài khoản, nếu trên trường hợp là điện thoại của chúng ta đăng nhập nhiều tài khoản ở đấy nhá. Còn đối với điện thoại của mình chỉ có một tài khoản duy nhất nên mình sẽ chọn luôn. Sau khi chúng ta chọn vào sẽ có hai mục, đó là mục vô hiệu hóa tài khoản, tức là chúng ta sẽ khóa tạm thời, tức là ẩn đi trong vòng 2 ngày, 7 ngày hoặc là 1 tháng chẳng hạn, rồi sau đó sẽ trở lại hoạt động bình thường. Còn trong trường hợp của chúng ta ở đây muốn xóa luôn tài khoản, xóa vĩnh viễn và sau này không muốn sử dụng Facebook với tài khoản này nữa thì các bạn sẽ chọn ở mục dưới xóa tài khoản này nhé bạn, nhấn vào. Sau khi đã lựa chọn rồi, chúng ta lại nhấn là tiếp tục. Qua bước này, chúng ta sẽ được yêu cầu là cung cấp thông tin tại sao chúng ta lại là xóa tài khoản Facebook này. Thì các bạn có thể chọn bất kỳ lý do nào ở đây. Rồi mình chọn là tôi lo ngại về quyền riêng tư chẳng hạn, nhấn vào. Rồi tiếp tục. Nó sẽ đưa ra đề xuất cho chúng ta để kiểm soát thông tin của chúng ta một cách tốt hơn. Nếu chúng ta cầm vào cài đặt thì cứ kích cầm vào các mục đấy nhá. Còn ở đây chúng ta vẫn là khăng khăng muốn là xóa tài khoản này đi, không muốn sử dụng trên điện thoại nữa, thì các bạn lại nhấn là tiếp tục. Ở đây nó đưa ra tiếp tục cho chúng ta một số đề xuất. Nếu trong trường hợp muốn giữ lại Messenger thì các bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản, nhấn vào đấy để thực hiện chẳng hạn. Rồi là các thao tác để lưu lại bài viết, lưu lại thông tin trong trường hợp mà chúng ta có thể muốn quay lại sử dụng sau một thời gian. Còn nếu các bạn muốn xóa đi luôn, không sử dụng nữa, rồi các bạn thì sẽ chọn là tiếp tục ở phía dưới. Qua bước này, Facebook sẽ yêu cầu chúng ta là nhập số tài khoản vào. Vì thông tin mật khẩu của chúng ta là cần phải chính xác, chính chủ thì mới có thể xóa được. Nên các bạn nhớ nhập mật khẩu chính xác Facebook của chúng ta nhé. Sau khi mình đã nhập mật khẩu, chọn xong mật khẩu xong như thế này, đấy, thì chúng ta sẽ nhấn là tiếp tục. Đấy gần như là bước cuối cùng để chúng ta xác định là có xóa tài khoản Facebook trên điện thoại hay không. Thì ở đây các bạn cần phải nắm rõ là bạn sẽ sắp xếp lịch xóa vĩnh viễn tài khoản của mình. Sau khi lên lịch ấy, bạn sẽ có 30 ngày để kích hoạt lại trong trường hợp mà muốn hủy yêu cầu xóa này đi. Còn sau 30 ngày thì chúng ta không thể truy xuất được bất kỳ tài khoản nào, bất kỳ thông tin nào
trên tài khoản trang Facebook của chúng ta nữa nhé. Và tất nhiên trong quá trình mà muốn khôi phục lại ấy, muốn tiếp tục sử dụng mà trong thời gian 30 ngày thì các bạn chỉ cần đăng nhập bằng số điện thoại, bằng mật khẩu là các bạn sẽ có thể tiếp tục và khôi phục lại sử dụng tài khoản này. Còn nếu vượt qua 30 ngày rồi thì coi như chúng ta đã xóa vĩnh viễn trên hệ thống luôn. Và bây giờ các bạn khi đã đọc xong rồi, hiểu vấn đề rồi, vẫn muốn xóa Facebook thì các bạn nhấn vào xóa tài khoản đấy cho mình. Như vậy là mình vừa chỉ xong cho các bạn cách để xóa tài khoản Facebook của chúng ta trên điện thoại một cách an toàn và nhanh chóng nhất. Nếu thực sự bây giờ các bạn không muốn trang cá nhân Facebook của mình xuất hiện và tồn tại trên Facebook nữa, thì cách thao tác mới nhất trên giao diện mới cập nhật của Facebook là mình đã thực hiện như trên. Các bạn cũng nhớ là bật Facebook lên và thao tác chính xác như mình đã chỉ dẫn nhé. Trong quá trình thực hiện, nếu các bạn thấy có các vướng mắc nào thì ghi lại nội dung bên dưới để mọi người có thể hỗ trợ cho bạn. Và tất nhiên bài viết hướng dẫn mình cũng có link ở phía dưới. Các bạn nhớ vào website để đọc và thao tác kỹ theo các bước mà mình đã để lại tại bài viết. Bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn thành công và có những niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ thì cảm ơn bạn.